Em thay gửi lời chào tới toàn thể các bạn nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với nhà mình một con loa Bát 25. Lời hát phải nói là vô đối luôn. Hát rất là hay. Đây là Bát 25 của thương hiệu VBK Professional Show. Đây là một con loa Bát 25 thùng cân, có thiết kế dáng rất là gọn. Và đôi loa này thì theo quan điểm của em thì anh em nên chơi ở những không gian nhỏ. Và những cái đôi loa này thì anh em nên bổ sung để làm lời rất là hay. Bát 25 em Thanh có khuyến cáo anh em là không nên chơi những đôi loa quá bé, đúng không ạ? Thì anh em chơi những Bát 25 như này cho em. Mã của nó là VBK này, PQ10 đấy. Và con này là RMS là 250W này đấy. Design in Taiwan, made in Xiamen, Fujian, China đấy. Tức là con loa, ui da, chuyển tỷ độ. Con loa này là được sản xuất tại Trung Quốc nha anh em nhé, và có thiết kế của Đài Loan đấy. Và nó vẫn là một đôi loa thuần của Trung Quốc đấy. Và VBK này thì cũng chia sẻ với anh em là cũng rất nhiều anh em đã biết đến nó, thùng cân nha anh em nhé. Ở đây thì em Thanh sẽ mở đôi loa này ra để cùng với anh em quan sát chi tiết cái bát tép và phân tần của loa. Loa Bát 25 đó, sử dụng một bát và một chép kèn. Đó, một bát và một chép kèn. Đầu tiên em sẽ nói về con bát của nó trước. Con bát này thì nó sử dụng là từ 17 nha anh em nhé. Cái từ nó không được to lắm đâu, từ nó vừa phải. Ngày từ này khoảng 16 17 thôi. Không có to đâu. Đánh ở 8 ohm. Và con bát của nó có ghi là VBK Made in USA. Đấy, nhưng mà nếu mà nói đúng ra cái bát này thì em chỉ nghĩ nó là một dòng bát của BNC thôi, chứ không thể nào là Made in USA được. Nhưng mà nó cứ ghi vậy thì mình cũng đọc ra thôi. Dâu anh em nhìn con này là dâu quặp ra nhé. Đấy, thì cắm vào đi ra. Con này thì nhẹ, nó khá nhiều lớp nhẹ anh em ạ. Mà màu nâu chưa, nó hút nhau. Đó. Và con này vừa đến là 2, 4, 6 sóng nhẹ luôn. Con này lời hát rất là ok, cho cái lời nó pha ra rất là tốt luôn. Anh em nhìn cái côn của nó này cũng rất là bé thôi. Con này côn của nó có 51 này. À, côn nó bé thì nó sẽ thiên về lời nhiều. Nó cũng có bát nhưng mà cái tỷ lệ bát của nó sẽ không được mạnh như những dòng côn to. Và con này nó sẽ chú trọng về cái lời đấy, giải trung âm. Và con này nó sử dụng là toàn bộ là phủ keo toàn bộ màn. Gân vải tẩm dầu phủ keo dính, vẫn còn dính luôn. Đó, này. Đấy, anh em nghe thấy cái tiếng dính của keo. Rồi tiếp theo thì con này là anh em để ý cái màng của nó là cũng được phủ keo luôn, chưa tới đến cái gân. Đấy, rồi ở phía sau thì anh em quan sát cho em này. Ở phía bên trong này, cái màng này nó là sợi, kiểu sợi vải nhá, chứ nó không phải màng giấy đơn thuần đâu. Anh em nhìn này, cái này nó là màng kiểu sợi vải. Sợi vải và nó đổ keo lên, nó cảm giác nó độ đàn hồi rất là tốt. Đấy. Rất là đẹp. Quá đẹp luôn anh em ạ. Bát 25. Đấy. Rất là hay. Tiếp theo nữa là về tép này. Thì nếu mà con tép của nó có ghi mã là BIC4408 8 ohm Made in USA. Đấy, thì con chép này để mà nói đúng ra, nếu mà em nhận định thì nó chỉ là con chép BNC thôi, nhưng mà không hiểu sao nó lại ghi là Made in USA thì em không biết, nhưng mà đây là một con chép BNC chuẩn. Đấy, sờ từ phát là biết liền, nó rất là mịn. Đó, một chép BNC côn 44. Đấy, côn tép và côn bát gần như bằng nhau, con 51 con 44. Đấy, và kèn của con này thì thiết kế là phóng. Cái lời con này thì tiếng mic alo là rất là sướng các bạn. Rồi đến phân tần nhé. Thì hệ này ấy, nó làm toàn bộ là thùng gỗ hết rồi nhé các bạn nhé. Bông tiêu âm này. Đấy, và phân tần của nó đây. Thì anh em nhìn cái phân tần của nó thì chuyên nghiệp thì thôi rồi luôn. Đấy, phân tần nó cuộn cạm này. Tụ này. Rất là to. Đấy, nó còn đi cả sang bên này nữa cơ. Đây này. Chở chưa này, làm rất là chất lượng. Đấy, VBK Audio.
Về giá bán thì em nói luôn là con này em Thành đang bán với giá là 6.500.000 một đôi, em bao ship. Anh em ở gần nhà em sẽ bán cho anh em giá 6.000.000. Đấy, tức là không bao ship đấy. 6.500.000 bao ship một đôi này. Đôi này làm lời cho anh em thì phải nói là tuyệt vời luôn anh em. Đấy. Sau cái clip này thì em sẽ test nó với một con đẩy của Mỹ, Atex Lensing xỏ sắt, để test cho anh em xem sẽ chất âm anh em nhé. Rồi nhích nhẹ lên này. Biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà vui cho ngắn kênh. Ok, em sẽ có clip riêng với chất âm để gửi tới anh em sau. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.